Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền vừa phối hợp với Ban tuyển sinh các trường đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính Marketing và Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2016 cho 172 em học sinh lớp 12 và các em học sinh ở khối lớp 10-11 của trường. Năm 2016 là năm đầu tiên chương trình tư vấn hướng nghiệp của Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền có sự tham gia của các trường đại học và cao đẳng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia ngày hội, các em học sinh lớp 12 được nghe giới thiệu các ngành nghề, các chỉ tiêu tuyển sinh, tiềm năng nghề nghiệp gắn với địa phương huyện đảo, đồng thời cũng được nghe giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, công tác thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Theo dự kiến, năm nay sẽ diễn ra hai đợt tuyển sinh đại học cao đẳng. Thông qua ngày hội tư vấn hướng nghiệp lần này sẽ giúp cho các em học sinh khối lớp 12 cập nhật kịp thời về kiến thức tuyển sinh và hiểu rõ hơn trong việc lựa chọn nguyện vọng tuyển sinh để hoàn thiện hồ sơ cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Nhân dịp này, ban tuyển sinh của ba trường đại học từ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền với tổng trị giá 15 triệu đồng để các em có thêm điều kiện tiếp bước đến trường.